Theo đó, cơ quan thường trực của Ủy ban An ninh Hàng không Dân dụng Quốc gia cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, các nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không được triển khai đồng bộ và chất lượng. Các yếu tố rủi ro đe dọa an ninh hàng không được kiểm soát tốt, chú trọng phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để bị động bất ngờ. Trong 10 tháng đầu năm 2024, lực lượng kiểm soát an ninh tại các cảng hàng không đã phát hiện 223 vụ việc vi phạm an ninh hàng không về vận chuyển trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm, trộm cắp tại cảng hàng không, tung tin hoặc cung cấp thông tin sai về việc có bom, vật liệu nổ, vi phạm quy định sử dụng giấy tờ đi tàu bay. Trong thời gian tới, Cục Hàng không Việt Nam sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra, đánh giá toàn diện việc xây dựng, ban hành, thực hiện các chương trình an ninh hàng không, phối hợp các bộ ngành xây dựng và tổ chức phương án diễn tập ứng phó với các tình huống mất an toàn an ninh hàng không tại sân bay nhộn nhịp nhất, cũng như sân bay có lượng khách đến thấp, trong đó chú ý tình huống có vật thể bay xâm nhập trái phép hoặc hacker xâm nhập và chiếm quyền điều hành bay.